Quá trình sản xuất điện trong nhà máy điện hạt nhân sử dụng lò phản ứng PVKR diễn ra 3 chu trình vận chuyển năng lượng của nước. Chu trình đầu tiên diễn ra trong hệ thống sơ cấp. Ở trong hệ thống sơ cấp, nước nhẹ được duy trì ở áp suất 160 atmosphere, tức là gấp khoảng 160 lần áp suất khí quyển ở mực nước biển. Nhờ vậy, nước nhẹ khi nhận năng lượng từ phản ứng hạt nhân tăng nhiệt độ lên đến 300 độ C mà vẫn ở thể lỏng. Từ đó, với cùng một khối lượng nước có thể vận chuyển được nhiều năng lượng hơn. Phần nước áp suất cao này sẽ theo ống dẫn nhiệt xuyên vào trong bình sinh hơi. Quá trình trao đổi nhiệt qua thành ống sẽ làm cho nước trong bình sinh hơi nóng lên và chuyển thành dạng hơi. Còn nước áp suất cao sau khi được giảm nhiệt sẽ tiếp tục được máy bơm đẩy vào trong lò phản ứng khép kín chu trình thứ nhất. Cũng chính vì sử dụng nước ở áp suất cao nên loại lò phản ứng này có tên gọi là PVKR, tạm dịch là lò phản ứng nước áp suất cao. Chu trình thứ hai diễn ra trong hệ thống thứ cấp, bắt đầu với bình sinh hơi. Đây cũng chính là bộ phận liên kết chu trình 1 và chu trình 2. Nước ở trong bình sinh hơi có áp suất thấp nên khi nhận nhiệt lượng từ ống dẫn chứa nước áp suất cao sẽ tăng nhiệt độ lên, sôi và chuyển sang dạng hơi. Luồng hơi này sẽ theo hệ thống ống dẫn đi tới tuabin và đẩy các cánh trên tuabin làm tuabin quay. Tuabin được nối với rotor của máy phát điện bằng các hệ thống bánh răm truyền chuyển động, làm cho rotor của máy phát điện quay, từ đó mà máy phát điện tạo ra điện năng rồi truyền tải điện năng đi xa. Chúng ta đã tìm hiểu về nội dung này ở trong lớp 12 rồi, các em chịu khó tìm hiểu nó trong các bài học cũ nhé. Quay lại với hơi nước sau khi làm quen tuabin cần phải theo ống dẫn tới bộ ngưng tụ. Hơi nước tiếp tục truyền nhiệt của nó cho nước bên trong các ống dẫn nhỏ để trở thành dạng lỏng và được máy bơm đẩy vào bình sinh hơi để khép kín chu trình thứ hai. Thực ra, phân tích đến đây chúng ta đã thấy được quá trình năng lượng hạt nhân chuyển hóa thành điện năng. Nhưng nếu hơi nước không được chuyển về dạng lỏng ở bộ ngưng tụ thì máy bơm sẽ không đưa nước về bình sinh hơi được, xuất hiện một điểm nghẽn. Và đó là lý do chúng ta bắt buộc cần có chu trình thứ ba, chu trình làm mát. Ở chu trình làm mát, chất làm mát là nước được bơm từ môi trường bên ngoài như các con sông hoặc biển. Chọn nước là bởi vì sự dễ khai thác và chi phí thấp của nó các em ạ. Nước này được lọc khô rồi đẩy vào trong bộ ngưng tụ. Nước mát này sẽ hấp thụ nhiệt và hơi nước trong chu trình thứ hai chuyển qua thành ống mà nóng lên. Rồi sau đó, nước này tiếp tục được bơm đến các ống trong tháp làm mát. Qua các hệ thống vòi phun xuống một bể lớn ở đáy tháp xả nhiệt ra môi trường bên ngoài. Một phần lớn nước này sau khi phun ra chuyển thành dạng hơi. Tại tháp, chu trình thứ ba được khép kín. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng xem lại tổng thể hoạt động của cả ba chu trình này với ba hệ thống nhé.